Chiều ngày 16 tháng 6, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang đã có buổi kiểm tra phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2022 tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn. Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện Thoại Sơn được giữ vững và ổn định, quốc phòng an ninh luôn được tăng cường, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu của các cấp. 100% cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện nắm vững chỉ thị nghị quyết của cấp trên. Các phong trào thi đua được thực hiện thường xuyên nhằm nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu của lực lượng vũ trang, thực hiện tốt chế độ tiêu chuẩn hậu cần, quân nhu, quân y và chăm sóc sức khỏe tốt cho các lực lượng, quân số khỏe đạt 94,64%, tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tại buổi kiểm tra, đoàn đề nghị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn tiếp tục tổ chức ôn luyện, điều lệnh đảm bảo thực hiện đoàn kiểm tra của Bộ Tổng Tham mưu. Trong một số bài giảng chính trị cho lực lượng dân quân tự vệ cần liên hệ thực tế, dẫn chứng sát với tình hình thực tiễn tại địa phương. Một số nội dung trong kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị xác định chưa sát với tình hình của đơn vị, nhằm đưa phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện ngày càng phát triển sâu rộng, vững chắc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đảng bộ đề ra.